Và kính thưa quý vị, nhà đối lập lãnh đạo biểu tình Nga nộp đơn tranh cử đô trưởng Moscow. Theo tin từ Moscow, ông Alexei Van Navi đã chính thức ghi tên tranh cử chức đô trưởng Moscow trong lúc chỉ còn một ngày nữa, tòa án ở tỉnh Kirov sẽ tuyên phán quyết đối với ông ta về tội biển thủ 1 triệu Mỹ Kim của một công ty gỗ quốc danh năm 2009. Các nhà công tố đã yêu cầu tòa án 6 năm tù. Ông Navalny nói rằng ông ta không làm điều gì sai lầm. Phiên tòa là một phần trong các hành động đàn áp đối lập của Điện Cẩm Linh. Những người ủng hộ ông Navalny đã xuống đường biểu tình ở thành phố Kirov. Phối hợp viên Nikolai Laskin của ông Navalny ở Kirov nói rằng nước Nga đang phát triển theo hướng thụt lùi. Tòa án chỉ dùng nhân chứng binh vực một phía. Những chuyên viên bình thường bị từ chối. Theo ông ta, bản án sẽ ít hơn 6 năm tù. Nhưng dù bị tuyên án 1 hay 2 năm tù đi nữa, cũng là hành động đưa một người vô tội vào tù. Người dân ở thành phố Kirov, nằm cách Moscow khoảng 1.000 cây số, đã có sự chia rẽ đối với vụ án. Một giáo viên nói khi báo chí cho biết, ông Navalny đang ra tranh cử để tiến trình diễn ra một nước nhiều viên chức, chính phủ bỏ túi cả 100 triệu Mỹ Kim, vẫn không bị truy tố, cho thấy phiên tòa chỉ là một trò chơi quyền lực. Nhưng bà Valentina nói, không có lửa thì không thể có khói. Ông Navalny phải chịu trách nhiệm đối với việc làm của ông ta. Ông Navalny đang muốn chạy đua trong cuộc bầu cử đô trưởng Moscow vào tháng 9 năm nay. Nhưng theo luật Nga, ông ta sẽ không thể chạy đua trong năm nay và trong tương lai nếu bị tuyên án.